Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay cháu Lực lên thì tiếp tục là cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho tất cả các bác cô chú anh chị ở trên kênh, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân cũng biết xem là cái tốc độ cũng như là hiện tại cái ngôi nhà của hai ông cháu thì làm tới bước nào rồi và đã hoàn thành được những cái gì rồi các bác nhé. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào để mà xem anh em thợ làm việc một chút các bác nhé. Vậy có lẽ là ra đến đây thì mấy anh em thợ cũng đã nghỉ hết rồi các bác ạ, cũng không có nhìn thấy ai nữa. Mấy ông cháu thì đang ăn cơm ở phía bên này này. Mấy anh thợ là nghỉ hết rồi không? Ra bên này ăn cơm thì có vẻ mát hơn một tí không nhỉ? Hôm nay là có món gì đây không? Măng thôi. Dạ. Có măng này á? Măng này thì mùa này có măng rất là nhiều nhỉ? Đấy, có cả cái này là thịt gì đây không? Thịt hôm trước cháu cho ông đấy á. Thế ông chào các ông các bà một câu nào. Chào các bác các chị á. Ông ấy mời các bác ăn cơm rồi không? Mời cậu ăn cơm. Cơm với măng rồi. Ông ăn cơm lâu chưa? Vừa mới ăn à? Ăn được mấy bát rồi không? Được 2 bát dưới à? Thế là hôm nay là khỏe hơn đấy ông nhỉ? Rồi nào, Mạnh thế nào? Con mời các ông các bạn ăn cơm. Rồi, ăn cơm đi. Nào, Giang nào? Con chào các ông các bạn ăn cơm. Rồi, Giang đang ăn cơm ở mồm. Thế là mấy em thợ thì đi đâu hết rồi không? Nó nghỉ đi, nhà nó ăn cơm. Mấy anh thợ là đi về ăn trưa đúng không? Thế là mấy anh thợ hôm nay trưa đây không ăn đấy à? Ở đây à? Công nhận là ở đây rất là nóng các bác ạ, ở chỗ nhà ông ấy. Nhà ông là nhưng kiểu thuộc dạng là nó ẩm hơn. Ông cứ ăn cơm đi ông. Ăn cơm đi mày. Mạnh thì không biết là vừa đi đâu về mà người dính hết cả bùn lên mặt rồi. Thế là cùng Giang đi tìm cỏ ổi à? Thế là bị ngã không? Không à? Đây, những cái ngày tháng mà từ trước đến giờ là ông với Mạnh là đều ăn cơm ở một cái túp lán, túp lều rất là nhỏ. Ông với hai ông cháu thì nó ví như là một ngôi nhà rồi đấy, nhưng mà đối với lại là các bác, đối với lại mọi người xung quanh thì đây nó chỉ là một cái lán thôi các bác. Cái này thì hôm nọ là dựng tạm lại để mà ông để lợn để gà ở dưới này này các bác. Thì sau thời gian nữa, ở tầm 2 tháng nữa, ông sẽ không có phải là ở những cái ngôi nhà như thế cả. Nóng không? Nóng không mày? Nóng à? Thế thì ăn cơm nhiều vào. Và những cái bữa cơm hàng ngày của hai ông cháu được không bác? Đi đâu ấy? Đi uống nước à? Mày bảo đi uống nước. Lấy cho chú uống một tí. Lấy cả pep ra đi. Mang này ông đi tận đâu lấy về đây ông? Nhưng mà có phải rừng của nhà ông không? Có họ thôi à? Mang này thì bữa đâu này chuẩn bị có để ăn ngon đấy ông nhỉ? Mang này gọi là mang gì đâu? Cậu, lấy xem nào, lấy đây. Lấy xuống đây. Đấy, lấy ra kia, để kia. Cho chú xin một tí nào. Để vào bát cho chú xin một tí nào. Mở không được á, cho ông mở cho. Từ sau bảo là cháu mở không được nhá. Nào đấy, cho sạch vào. Cho cháu xin một bát nào. Ông thử đâu không? Không có xí xuôi
Vậy, phải uống muội cơ, phải uống muội cơ thì nó mới ngon hơn ông nhỉ. Đây ở đây thì là thuốc mát gan của hai ông cháu đúng không bác này. Có các bác nào ủng hộ thì có thể là điện qua lực qua số điện thoại ở trên màn hình. Cái công dụng của thuốc mát gan này thì là giúp đào thải chất độc cho gan này. Đây, ông ơi, bát đây. Cháu không đây đâu, một bát đâu. Thời tiết nắng nóng thì uống chả mát gan này rất là tốt của bác ạ, công dụng của nó. Mày uống, mày ăn cơm nhanh đi, xong rồi cùng chú đi ra nhà đây, xong rồi đi xem nhà ấy. Nhà. Ôi răng này sâu hết rồi của bác ạ, mạnh nhá. Mày ăn cơm mà rất là giỏi của bác ạ. Thế bố mẹ là về nhà ăn cơm lâu chưa hả Giang? Mới đi thôi. Mới đi thôi à? À. Giang là có cái kiểu ngồi rất là dị đấy các bác này. Ngồi rất là siêu chứ. Hai chân thì ngửa ra ngoài như kiểu cánh gà đấy. Thế là Giang không về nhà ăn cơm với lại bố mẹ à? À, mẹ ăn cơm nhanh lên, xong rồi cùng chú đi ra nhà thôi nhờ. Ăn no chưa? Ăn no chưa? À, chưa à? Thế thì ăn đi. Mạnh thì là làm có đôi lúc là làm những kiểu rất là đáng yêu bác ạ. Là đây là cái lọ chấm ông chấm chéo à? À đây cháu được thưa cô bác này, cháu được có thêm là chẩm chéo nữa. Đây nọ cháu được ghi ở đây nhưng mà đây chắc là mạnh là xé ra hết rồi. Cái chẩm chéo thì có công dụng là làm mà nước chấm gà này mọi cái này. Nếu như các bác mua mật ong hay là mua mát gan ấy từ 2 lít cũng như là 2 cân trở lên thì cháu được sẽ gửi cho các bác là thêm là một lọ là chẩm chéo hoặc là một chút hạt dổi nữa. Ui ôi. Mày không ăn cơm mà là nhanh là chú đi đấy. Vừa ăn cơm rồi vừa ăn nổi này. Đây sẽ có một số bác nói rằng là không cho bé ăn như thế đấy. Nhưng mà ở đây là thật sự ra nếu mà không ăn như thế là không có gì để ăn đâu. Đấy đôi lúc là cơm là còn không đủ. Đấy, những cái lọ cá này là hôm trước là các bác cũng gửi lên cho thôi. Và hiện tại thì cái phần kinh phí làm nhà đấy các bác thì cũng không có đủ cho nên là cháu Đức cũng không có dám trích ra để mà mua thức ăn cho hai ông cháu là nhiều cả. Giang ăn no chưa? No rồi. Ăn no rồi, ăn được mấy bát? Một bát. Ăn được một bát thôi à? Giang là con gái út của chủ toán của bác ạ. Thế là vừa rồi bố mẹ đi về thì có biết không? Có. Có à? Thế là không cùng bố mẹ là về à? À. Mày ăn cơm nhanh lên nào. Chậm thế. Ăn chậm thế. Răng thì sún hết rồi của bác ạ, răng ấy. Nhưng cái gố như này của bác này thì đều là lấy lại cũ, lấy lại cái cũ của nhà hôm trước ấy, nhà hôm trước là bị đổ ấy thì lấy lại xong là đem ra bên này để mà dựng lại một cái lán nó nhỏ thôi. Cái máy quạt bên kia thì cũng là của nhà anh Phòng, của nhà anh Thợ thôi. Nóng quá để anh ấy đem xuống đây này. Đấy, ở đây thì cả tài sản mà đáng giá nhất của hai ông cháu thì chỉ có là những cái bao thóc này thôi các bác này. Đấy, có những bao thóc, ra dưới kia thì có thêm là hai con lợn nữa. Thêm là nửa con trâu nữa. Còn về cái trước mặt đang treo này thì cái này là cái nếp của bác ạ, lấy lố nếp. Treo lên thì chuột nó không có vào ăn được. Mạnh là ăn cơm đấy nhá, một mình ăn cơm nhá, nhá, đợi Mạnh lâu quá. Thời tiết thì khá là nắng cô bác ạ. Mạnh thì đi học về cũng biết là đánh cái đôi dép này cho sạch, xong mà để ra phía bên này. Đây ở trước mặt là các bác là cái
ngôi nhà hiện tại của hai ông cháu. Thì ở đây là vẫn còn chưa có thu hồi đâu các bác nhé. Bây giờ thì lên 3 hàng gạch nữa, 3 hàng gạch là rơi vào tầm độ 15 phân nữa, 15 phân nữa thì mới thu hồi. Còn như hôm trước cháu được nói đấy các bác, thì rằng là ở phần trên ấy thì sẽ để sắt để mà khóa lại tường ấy. Thì bây giờ cháu được sẽ cho các bác xem cái phần sắt mà nó có hiện tại là đang ở chạy xung quanh là những cái bức tường của bác nhé. Sắt này thì là sắt 6, thì sau này sẽ để làm thêm là cái nắp bể phốt nữa. Ở trên này thì mấy anh em thợ là để hết sắt rồi ông nhỉ? Đây hiện tại là ở phần phía trên này các bác nhé. Các bác nhìn thấy là có một cái thanh sắt nhỏ này chạy quanh này. Và những cái bức tường mà đến đâu thì làm sắt là nó sẽ chạy là đến đấy hết. Đấy, thì đây là gọi là khóa tường. Đấy, hôm qua thì cháu Lực cũng có chia sẻ lên cho các bác cũng nói rằng là nhà không có tường ấy thì là nó sẽ không chắc chắn và còn là xây bằng tường 10 nữa. Đấy thì như thế thì các bác nói ý kiến lên thì cũng rất là đúng. Thì chắc chắn là nhà mà nó có cột ấy nó sẽ chắc hơn là cái nhà mà có không có cột. Đấy, nhưng mà ở đây là thứ nhất là do là một phần kinh phí nhà hai ông cháu hạn hẹp, cho nên là cháu Lực không thể mà đi thêm cột được nữa và không thể là lên tường 20 được. Đây, ở đây nếu mà các bác có theo dõi được rằng là một số kênh thiện nguyện ở YouTube ở trên vùng cao đấy, thì các bác cũng biết được, các bác cũng nhìn và các bác cũng có rất là nhiều nhà người ta làm đấy, là người ta còn làm bằng gạch bi thôi, là còn không có một tí sắt nào đâu các bác đấy. Và ngôi nhà của hai ông cháu thì là phần móng có sắt và phần trên này này không có sắt, và những cái chỗ phần ở dưới này này mấy anh thợ cũng dùng sắt để mà cau hết đấy, để tránh tình trạng là sau này nó sẽ không bị nứt tường một chút nào cả. Đây, bây giờ cháu Lực sẽ đi vào trong, đeo vào phần phía bên trong cho các bác cùng biết. Hiện tại thì cáp thì mấy anh em đã dùng đã hầu như là gần hết rồi. Chỗ này còn một chút thôi, ngày mai thì chắc là mấy anh em thợ sẽ phải là bổ sung thêm là sắt vào. Đây, phần hông nhà thì ra bên này thì cũng tương đối là khá là rộng các bác nhé. Từ bên kia ra bên này thì đâu đó ít nhất là tầm độ là 3 mét nữa. Đấy thì ở phía bên này thì cháu Lực cũng đã tính rồi, là sau này sẽ làm một cái bếp củi cho hai ông cháu ở đây. Thì bếp củi cháu Lực sẽ không có làm ở nhà nữa, ở nhà đấy không có bếp củi đâu. Tại phía trước mặt các bác là khung cửa sổ các bác ạ. Cửa sổ này thì cháu Lực là làm to hơn. Đấy, và đằng trên cửa sổ thì cái phần là gọi là người ta gọi là cây sang cửa đó các bác. Đấy, cây sang cửa thì cũng đều có hết các bác nhé, đều là đổ hết để lên trên rồi. Còn là phần phía trên này nó cũng thế này. Đấy, hầu như là tất cả những cái mà những cái sang cửa hay là sang cửa sổ thì đều có là cái cây đều có cây hay là hết các bác nhá. Bị tắc à không? Cắt vào trong nó. Cắt vào trong không? Nhưng mà nó vẫn sạch thế. Đằng sau này thì có vẻ như là sạt cũng tương đối là nhiều đấy không nhỉ? Vâng. Ông cháu mình ra đây xem nào. Đây, phần bên này thì là máy nữa. Sau khi mà hoàn thiện đấy thì sẽ phải cuốc thêm các bác nhá. Cuốc thêm ấy, chứ không phải là chứ không để như này đâu. Chỗ này thì nó bị lấp hết rồi không? Vâng. Ồ, chỗ này bị thủng hết rồi. Bị thủng rồi. Ở đây thì không biết là tự dưng nó bị dò qua đây một cái mạch nước này các bác này. Nước này thì là không phải nước sạch đâu. Ông nhảy nước này. Chờ đâu, nước chuối rồi dùng xuống. Cái gì dùng xuống à? Ở đây là sau này lúc nào ông tranh thủ đấy ông hót đi nhá ông nhá. Đấy bị càng ngày nó càng lớp sâu cái phần móng quá rồi. Kì đầu nó thẳng xuống. Vâng. Xong đấy đá kề lên mới được. Vâng. Hôm nào ông ở kia là vẫn còn đá đúng không? Vâng. Cái kì đá mềm quá. Có đá mềm kia rồi không? Đấy ra phần phía đằng sau này thì là cháu Lực cũng đã nói lên ở trên kênh của bác nhá, thì tránh trường hợp là một số cô bác này sẽ nói rằng là không có đào ấy, thì đây là
chúa của ông đang đứng hiện tại thì sau này sẽ đào và ông sẽ tự lấy đá về để mà kè ở phần dưới để cho nó chắc đi. Đây, cái nước này thì là chỉ cần nước này thì là ở máy, nếu mà máy thở lên kia khô nước thì nó không bao giờ xuống đây hết các bác ạ. Ở sau này thì có vẻ như là ngày một là ấy nhiều ông nhỉ. Cứ có nước vào là nó bị chảy, nó bị chảy xuống đấy các bác ơi. Nó bị chảy xuống. Đây, hai ông cháu mình đi vào trong nhà một tí không nhỉ? Ở đây thì tất cả những cái khung cửa sổ các bác nhá. Trên này thì đều có cái lanh tô hay là cái sang cửa này. Với lại là thêm là cái này là cái chắn mưa để tránh những trường hợp là nước nó bị dò vào đây đấy. Nhưng mà sau này nhà hai ông cháu thì cháu được lập ra là nó dư ra tầm này các bác này. Đấy. Chứ không phải là đến mép đâu, nó dư ra rất là nhiều. Ôi, ông này chứ bị kia bị thủng không? Thủng rồi. Không biết bị thủng không? Phần về xi thì vẫn còn khá là nhiều bác xi ấy. Xi thì bây giờ hiện tại là chưa chắc máy cho nên là vẫn còn không, nó vẫn không tốn máy. Đi chưa ông? Đi. Đây là máy nứa chắc phải hót một ngày nữa đấy ông nhỉ? Máy nứa này. Nếu mà có người hộ chắc phải ngày nữa. Nhưng có ít người thì ngày hết, có nhiều người thì không hết đâu. Mày ăn cơm xong chưa? Xong rồi à? À mấy kia phải thoát thoải lấy số một tí nữa. Mình ăn áo mặc phá xì khá bố. Đấy, ở đây này có bác này. Ở đây thì cháu Đức sẽ vào gần cho các bác xem này. Đây là cái thanh sắt để mà khóa lại với tường là với nhau các bác nhá. Chứ nó mà khả năng em này, em nắm lại này gọi gì? Thì có phải vậy? Đấy, còn là bây giờ thì cháu Đức sẽ cùng... Em nắm du rồi à? Khá phải vậy. Đi đằng kia. Cháu Đức sẽ cùng ông lại đi vào trong nhà. À, phía trong nhà cho các bác là xem một chút. Đấy, hầu như là lúc nào là cháu cũng ghi hình rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là mỗi lần mà mấy anh em thợ hoàn thiện nó sẽ lại là một cái công đoạn khác cô bác nhá. Ăn cơm no chưa? No rồi. No rồi à? Thế mà từ nãy là chưa chào ông có bà đâu mà. Chào đi xem nào. Con chào các ông các bà. Con chúc. Con chúc các ông các bà thành công sức khỏe. Rồi, thế cảm ơn, có cảm ơn các bác đã giúp đỡ mạnh có nhà không? Mày uống kìa. Chúng nó uống. Ông ơi đâu. Mạnh với lại Giang bảo là đi lấy cỏ ổi của bác ạ. Nhưng mà chưa chín đâu. Đấy, không với lại cửa sổ nha các bác nhé. Cửa sổ thì là cửa nào thì cũng đều có là cái phần cái phần là gạch để mà che hết các bác nhé. Đây, hai ông cháu mình đi vào nhà đi. Cái này là sau này là phần dưới này là ông sửa lại có thể là trồng được rau không nhỉ? Vâng. Chỗ này là vẫn còn là trồng được rau là thoải mái này các bác này. Đấy, nhưng mà nếu mà muốn cho nó chắc chắn hơn thì là kè. Cái phần sân của nhà ông thì ở ra phía bên kia thì hơi hẹp một chút các bác nhé. Đấy, còn ra phía bên này thì là rất là thoải mái rồi. Ở đây mấy anh thợ là chưa gỡ cái này ra không? Chưa. Chắc là đợi bao giờ nó mấy em thợ làm xong thì mới gỡ được. Đấy, còn phía dưới phần bạt này là gạch các bác nhá. Khi mà làm xong ấy thì mùa này đang mùa mưa cho nên là mấy anh em thợ là lúc nào cũng giải bạt trước. Giải bạt che lên sợ đằng gương nó ướt. Ông thử đứng ở cái phần cửa sổ xem là cửa nó xem có cao không? Như này là thoải mái chưa ông, cửa đấy. Thoải mái rồi. Đi lại là thoải mái đúng không? Trong 1m8. Cửa này 1m9 đấy. 1m9 à? Vâng. Ông có 1m7 à? Ông có 1m7 à? Vâng. Thế là cửa này đi lại thì thoải mái rồi không nhỉ? Vâng. Đây trong nhà thì hiện tại thì có những viên gạch vụn một chút các bác nhé. Nhìn trong khá là rộng đấy chứ. Chứ không là không phải không rộng đâu nhỉ? Vua mẹ. Nó lòng lòng đấy. Mày là sau này với ông ngủ phòng nào ấy? Sau này với ông ngủ ở đâu? Ngủ ở đây á? À, thế phòng kia không ngủ à? Không. Mạnh thì bây giờ là còn bé thì là có thể chỉ có gọi là ngủ cùng ông đâu các bác. Đấy. Có hai phòng là khá là kiên cố. Đây còn kia. Nhà vệ sinh các bác, nhà vệ sinh ở trong này thì
cũng tương đối là rộng này. Hai ông cháu thì gọi là trên này thì thoải mái rồi. Ở trên nhà vệ sinh thì sẽ có là ba cái ô thoáng này các bác nhé. Ở đây thì nó là cái cửa này là 1m9 thôi, cho nên là cái ô thoáng trên kia nó rơi vào tầm độ 2m. Còn là vừa rồi Tuấn cũng đã ghi hình là ở phía bên trong nhà cho các bác biết một chút rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nó kiểu là nó hẹp quá, nó không xem được rõ, cho nên là bây giờ cháu Đức sẽ ghi hình từ trên cao xuống một chút. Đấy, bây giờ thì tất cả những cái bức tường này thì nó đều chắc chắn rồi, thành ra là đi lại thì cực kỳ là thoải mái, không có bị là vấn đề gì nữa. Ôi. Hiện tại thì tường là bây giờ rơi vào tầm độ là 2m. 2m3, 2m4 các bác nhé. À không phải, bây giờ thì tầm độ là 2m6 các bác ạ. Đây, phòng ngủ thì khi mà lên cái phần móng ấy là nó còn có vẻ như là khá là hẹp đấy, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện phần móng ấy, xây tường lên ấy, thì là rất là rộng các bác. Đấy, tất cả những cái phần bức tường của bác nhá thì sẽ đều gồm là có một cái thanh sắt này. Cái cây sắt này là nó sẽ chạy qua hết tất cả những cái ngóc ngách để cho nó khóa lại tường với nhau. Đấy, phía trước mặt các bác là một cái phòng khách này. Phòng khách này thì là bây giờ nếu mà để ngồi đấy thì sẽ ngồi được tầm độ tầm là 3 mâm các bác nhé. Ngồi tầm 3 mâm thôi. Và nhà hai ông cháu thì cũng chỉ có hai ông cháu ở thôi, cho nên là khách khứa thì cũng chẳng có về nhiều cả. Đấy, trước kia thì chưa có ai vào gọi là chơi với hai ông cháu mấy cả, cho nên là làm nhà rộng quá thì cũng sau này cũng gọi là thứ nhất là cái phần chi phí nó cũng không có, và thứ hai thì là ở thì cũng không ở cho hết cả. Đi ra nhá. Đấy, kể cả ở trên cái nhà vệ sinh này các bác nhá thì sẽ cũng có gồm là sắt là đi qua và khóa hết. Ở dưới phần là dưới kia thì vừa rồi thấy mấy anh em thợ là xây được một chút rồi. Ra phía bên này là chắc là chưa được. Thưa các bác, hiện tại thì mấy anh em thợ là đang đi vào ăn cơm cũng như là nghỉ trưa rồi. Một tí nữa chiều thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục cái công việc là làm để mà hoàn thiện cho ngôi nhà của hai ông cháu. Đấy, được thời tiết ủng hộ như thế này thì nếu mà để mấy anh em thợ làm ấy, thì những cái ngôi nhà này thì làm nó sẽ rất là nhanh các bác ạ. Ông thì đang chuẩn bị đun thêm nước rồi, tí nữa mà anh em thợ vào là có nước để mà uống. Làm gì đấy mày? Hả? Đấy, ông thì làm một cái chuồng lợn là nhỏ nhỏ ở phía bên này nữa các bác. Không biết là ông đi đâu rồi. Ông đi đâu rồi mày? Ông đi đâu rồi? Có đi ra kia không? Có đi ra kia không? Đi. Hãy đi ra vào. Ra có đi không? Đi ra xem ông ở mạnh ra nào. Cả ông ấy chắc ra bên này lấy thêm cây để mà đi hoàn thiện cái mà nó cái chuồng lợn nhỏ nhỏ của ông nữa. À, cho ông buộc từ bên này không? Cái gì đâu?
Dép ông bị làm sao ấy? Hỏng rồi à? Ông không đi giày hôm nọ cháu đưa cho ông à? Trượt không? À, thế là trượt hơn một chút à? Ông phải đi mấy hôm vào nó mới rộng ra. Vâng. Thế này là cây non đấy chứ ông? Đâu, ổ chín rồi đâu? Bác được không? Được à? Rồi. Đây hỏi bác được không thì bảo là được cô bác ạ. Hôm đi rất là giỏi các bác này, đi những cái thửa ruộng mà bé bé thôi. Chỉ có vừa là một người đi thôi, đấy cả Giang nữa. Đấy, ông thì là vẫn đang ở bên này là chặt khay thêm. Đấy, thời tiết thì nắng rất là oi nhưng mà ở ra phía bên kia thì nhìn là có vẻ như là mây đen rất là nhiều các bác ạ. Chưa đủ không? Chưa đủ không? Ra đi xem con chó đi. Cái bèo đây giờ mèo mới lấy vậy, lấy cái lợn. Có lắm nhét có khâu vào. Mạnh với lại ra này có vẻ như là ai không thích vác cây nhỉ? Vác được một chuyến là tiếp tục là chạy ra bên này nữa. Nào, Giang này không bị cái đấy, cái đấy tí nó vào chân đấy. À, xem là ai vác được nhiều hơn nào. Ôi 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 ôi. Giang. Đấy, xem là Giang với lại Mạnh thì ai vác được nhiều cây hơn. Nhưng mà đi cẩn thận nhá. Mấy cây này thì là khá là nhẹ đấy các bác ạ. Nhìn trong nó to nhưng mà nó nhẹ. Cái Mạnh còn cầm được một tay. Hết chưa ông? Hết rồi. Xem đủ chưa? Ông để cháu vác một cây nào ông? Vâng, cháu ạ. Đây đây, ông để cháu vác một cây, dưới kia còn một cây nữa mà. Đấy. Mấy anh em thợ thì nhìn có vẻ nhìn thấy từ xa thì thấy về rồi các bác ạ.
làm nhà cho hai ông cháu ở dưới này thì là vận chuyển vật liệu nó hơi xa một chút các bác, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có nhiều cái lợi cho ông. Thứ nhất là phần chủ nhà này. Ông nữa đối với lại bà con ở vùng cao thì hầu như là ai cũng đều sống là nhờ bằng ruộng nương cả. Ông giải luôn chưa? Giải luôn rồi. Thiếu bao nhiêu mới biết ạ. Chuồng lợn ông bé bé tí tí thôi mà thấy là ông làm mấy cũng được là 2-3 hôm nữa các bác ạ. Mò. Ông cứ cắm nó vào đây. Ôi dồi, tối om ăn mà luôn. Sao mưa to. Có vẻ như là trên này sắp mưa đấy ông ạ. Ừ. Cây này chắc chưa đủ đâu ông nhỉ? Chưa đủ đâu. Chắc là vẫn còn thiếu đấy. Con này, cái chuồng lợn ông thì cũng làm mà khá là sơ sài đúng không bác ạ, chứ không phải là làm từ bằng chứ không làm từ bằng gạch gì cả. Đấy, sau này nếu mà phần cái kinh phí còn dư ra thì có thể là làm cho ông thêm là chuồng trại nữa. Cái này có vẻ dài quá không ông? Ừ. Thưa các bác, vừa rồi thì là ông cũng vừa mới hoàn thiện xong là cái chuồng heo của ông rồi các bác. Đến buổi chiều thì mấy anh em thợ lại tiếp tục đi vào công việc của ngày hôm nay mấy anh em thợ. Thì buổi sáng hôm nay mấy anh em thợ làm thì cho nó cũng đã cập nhật cho các bác là cùng biết là cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu rồi. Đấy, tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là nhà không có để cột đấy, thì cho nó cũng đã giải thích lên cho các bác trên kênh là rất là nhiều lần rồi. Và cái quan trọng nhất là cái phần kinh phí nó không có đủ của bác đấy, nhưng mà các bác đừng có nghĩ rằng là ngôi nhà nó không có cột là nó sẽ làm không có chắc chắn đâu các bác nhé. Như cháu được chia sẻ với các bác thì các bác nhìn thấy là cháu được để sắt là cũng tương đối là khá là nhiều các bác ạ. Này ông thì lần sau là đi vào rừng, vào núi thì là cái giày mà hôm nọ là hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông ấy, thì ông đừng có sợ rằng là ông đi là nó bị cú ông nhá. Nếu mà sau ông đi là nó bị hỏng như nào bị cú là hai chị Nguyệt Thúy tiếp tục làm mua cho ông nữa. Đấy, chứ còn nếu như là hai chị gửi cho ông là ông không đeo ấy, ông không đi ấy thì sẽ không có, hai chị sẽ không có gửi cho ông nữa. Cho nên là những cái đồ nào mà các bác gửi cho ấy, thì ông là tích cực mà xài đi nhá. Tại vì ở đây là các bác gửi cho là nghĩ rằng là hai ông cháu không có, cho nên là các bác các chị mới gửi cho. Thế ông thì mấy hôm nay là ở nhà đi làm cái gì không? Lấy củi, lấy châu quả châu thôi. Đấy, ông đi lấy củi này thì có lấy được một ông nào không? Lấy được một tí. Được một tí á? Ừ. Đấy là Giang với lại là Mạnh cầm ra đây này. Giang Mạnh đây. Chỗ đây là bao nhiêu lít đây không? Đây, mới tép đây 1 lít. À, thế là mỗi một phép là 1 lít à? Vâng. Đây là mật ong là ở dưới đất hay là mật ong ở trên trên cây không? Ở trên cây. Mật ong ở trên cây á? Vâng, trên cây. Ồ, đấy là cái, có vẻ như là dưới nhà đây. Đây là mật ong, chú xem nào. Đây, mật ong này là chỗ này là ông được là 2 lít các bác ạ. Mọi người cháu Đức cũng có bảo với ông rằng là nếu mà nếu mà ông lấy một ông về thì là lấy cái phép này để lại cho ông, rồi thì lúc nào mà ông vắt được ra thì cháu Đức về nhà cháu Đức sẽ không có phải vắt nữa. Cái này là vắt sạch chỗ đấy không? Treo rồi. Sạch rồi à? Vâng. Cái này là gửi cháu đi bán hộ cho ông nhá. Vâng. Cái mật ong này thì là có cái công dụng rất là tốt các bác nhá. Mật ong thì có công dụng là ổn định hết huyết áp này, ngăn ngừa tim mạch này,
giúp cho giấc ngủ ngon hơn này, tăng cường hệ miễn dịch này, tốt cho gan và giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ố nghén cho bà bầu. Và cách dùng thì các bác dùng là rất là đơn giản đó các bác. Các bác chỉ cần pha một cốc nước ấm xong là đổ một chút mật ong vào, khuấy lên, hòa tan thì các bác sẽ uống được thôi các bác. Đấy, cái này là cháu lại đem đi bán để mà bán hộ ông nhá. Vâng. Thì ông sẽ không phải là đem đi ra chợ hay là đi đâu để bán nữa. Đây này thì nếu mà các bác nhận được mật ong nữa các bác, là cách phân biệt mật ong ấy, có những tổ thì đấy, mật ong nó sẽ màu là đậm hơn, cái màu đậm hơn thì nó sẽ lâu năm, còn là cái nó nhạt hơn thì nó sẽ không được lâu năm ấy. Và cái này thì sau khi mà cháu được lấy về đấy, cháu được sẽ quấn lại đây thêm một cái lớp băng dính ni lông nữa và khò lại để cho các bác là tránh trường hợp là khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ có bị là sự là cháo đổi hàng. Đấy, còn cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và một tí nữa thì lại tiếp tục là cùng anh em thợ với thợ là đi vào và hoàn thiện ngôi nhà cho hai ông cháu. Và rất là mong sẽ nhận được những cái sự yêu quý, hỗ trợ, trợ duyên của các bác dành tặng tới cho ông Sò cũng như là bé Mạnh. Còn lần cuối cùng thì hẹn gặp lại thì ông bà cô chú chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Mèm. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tới các bác không nhé. Vâng. Chào các em, các chị ạ. Rồi, nào. Rồi, nào, sao? Con chào các ông các bà. Rồi, bye bye nào mày. Bye bye, rồi.